Nhờ vườn đảo Phong Sơn gửi lời chào các bạn ok. Nay là ngày 18 tháng 9, sáng chủ nhật thì em có ra vườn làm được một lúc, nó nắng quá không chịu được các bạn. Thì sáng nay thì em có lên được 3 tác phẩm mới, 3 cái cây mới thì bây giờ em sẽ gửi đến các bác cùng xem. Đó. Cây này thì các bác cũng biết là trong video hai video trước thì em đã để ở một cái góc nó khá là không được đẹp. Hôm nay thì em đưa ra cái mặt đường. Đó. Các bác cùng nhìn ngắm qua cái bộ bệ bộ thân đưa ra đây thì nó rất là đẹp. Đó, mới chỉ đưa ra cái không gian thoáng thoáng các bác đã nhìn này nó đã khác rồi. Đó, bệ cây này phải hai người ôm. Đó. Nếu như mà đưa về nhà các bác mà đưa vào không gian nữa thì nó sẽ còn đẹp hơn rất là nhiều. Đó, bởi vì thực ra thì kiếm được một cái cây bộ bệ như thế này thì rất là hiếm. Nó cây cái bệ như này phải mấy chục năm thì nó mới hình thành được cái bệ nó trải dài như thế này. À, đặc biệt cái thợ làm bông tay cũng chuẩn, các bác nhìn nó không bị bông nào che bông nào, nhìn nó rất là chuẩn. Cây thì có chiều cao từ mặt chậu lên là 2 m, nếu chiều cao cả đất tính cả chậu nữa thì nó rơi khoảng tầm 2,9 m là cao từ dưới đất lên, và từ trái qua phải nó ngang nó khoảng 2,5 m. Cây này thì video trước nữa thì em đã báo giá các bác là 25 triệu, nhưng quả thực là đến bây giờ đưa ra tới chỗ vị trí này thì em thấy mình đã báo giá hơi bị hớ. Đó, bởi vì thực ra thì cái cây nó rất là vô giá. 25 triệu thì nhà vườn Phong Sơn cũng đã có một chút công, nhưng tuy nhiên mà đưa ra cái không gian này thì nhìn quả thật nó đẹp quá. Em mà đưa lên trên bán trên Facebook thì giá trên 25 triệu thì bán rất là dễ dàng. Tuy nhiên thì các bác cứ xem YouTube em báo giá nào thì em vẫn giữ nguyên giá đấy, 25 triệu. Đó, các bác ưng tác phẩm thì các bác cứ kết bạn Zalo với nhà vườn Phong Sơn. Không chỉ có tác phẩm này mà nhà vườn em thì còn nhiều cái tác phẩm nữa, và các bác cứ kết bạn Zalo thì các cái cây mới thì em sẽ báo giá chính xác để các bác cùng chơi. Nếu như mà hợp duyên mà gần thì giá còn giảm nữa. Đây là tác phẩm số 2 trong ngày 18 tháng 9, một tác phẩm Ngọa Hổ Tàng Long Minh Hổ. Minh Hổ đuôi rồng. Đó, các bác cùng nhìn bốn cái chân của con hổ. Đó, cái này thì nhìn xa xa ra một chút nữa thì hình dung là nó sẽ dễ hơn. Đó, giống như một con hổ nằm ở mình hổ, và em sẽ quay đây là đuôi con rồng này, đó bên trên cổ phần ngọn đấy, đó đây là phần đuôi đuôi của con rồng. Cái đối với tác phẩm số 2 này rồi thì cái bông tay bông tán thì không phải bàn tới nữa, bởi vì bông nó đã mịn là hoàn thiện 100% rồi, không có dây nhôm dây thép gì nữa. Chậu thì có kích thước là 2 m và ngang là 1,5 m, chiều cao từ mặt chậu lên là 2,1 m, và tán cây này là bay là 3,5 m. À, em xin lỗi, tán cây này bay là 3 mét. Đó, 3 mét. Đó, bông tay thì mịn rồi, mịn tít rồi. Cái này hàng hoàn thiện 100%. Các bác về chỉ việc chơi. Tác phẩm số 2 trong ngày 19 tháng 8, tác phẩm Ngọa Hổ Tàng Long có giá là 36 triệu cả cây cả chậu, và bao ship trong bán kính là 200 km tính từ Nam Định các bác ạ. Đó, 200 km thì nhà em có xe cẩu giao được, còn nếu như mà các bác ở miền Nam em gửi xe tải, hoặc các bác ở xa hơn Nam Định, ví dụ như Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái thì nhà em vẫn có xe giao, tuy nhiên các bác phải phụ thêm một chút tiền cước vận chuyển. Bởi vì xe cẩu đi nó khá là tốn tí tiền cước. Còn các bác cứ tính từ Nam Định mà dưới 200 km thì em bao ship 36 triệu tác phẩm số 2. Giá có thể thương lượng cho các bác nếu như các bác ở gần hơn nữa. Đó, các bác cứ kết bạn Zalo. Đó, các bác ưng tác phẩm nào thì các bác cứ kết bạn Zalo. Tiếp theo đây là một bộ ba dành cho các bác nhà cổ. Đó, bộ này thì chỉ hợp với không gian nhà cổ thôi, hoặc là các bác có cái sân vườn nào mà các bác sân vườn mà nó theo kiểu mà miền quê quê ấy. Còn bộ ba này thì không hợp cho lắm đối với nhà phố, nhà biệt thự. Đó, đó. Trước mắt là một cây Nam Điền, là bộ ba này là bộ ba Nam Điền lột rịt. Cây này thì nó thuộc dạng hàng kích thước là kích thước cỡ trung, không phải to không phải nhỏ, thì nó rất hợp với cái không gian nhà cổ. Thì các bác để bộ ba cái cây này vào cái gian giữa nhà, giữa của nhà cổ đó, thì nó cũng chiếm khoảng tầm ba cây này thì các bác cứ ướm khoảng tầm 5 m, 5 m kê khoảng 5 m thì nó sẽ vừa vặn và nó sẽ đẹp hơn. Cây trực có chiều cao là 1,2 m và tán là 1,3 m. Đó, còn chậu thì các bác cứ tính cộng chậu từ dưới đất lên cao khoảng 90 đến 1 mét. Đó, hai cây hai bên là cây trực hoành. Đó, cây trực hoành. Tất cả bộ ba này đều là xanh Nam Điền. Bộ ba này rất hợp với nhà cổ. Đó, bác nào mà
có dự định làm nhà cổ hoặc các bác có không gian nào mà nó cổ cổ quê quê thì các bác sưu tầm, các bác nhìn ra Nam Điền là vàng chóe bởi vì cái bộ này nó rất là già rồi. Bộ này thì mua được cũng mua hai cái cây trực hoành này ở một nhà khác, còn cái cây trực ở giữa này thì em sưu tầm được thì em mới ghép được làm bộ ba. Còn tự nhiên mà ghép được kiếm được bộ ba nó khó lắm. Các bác cùng nhìn cái da của xanh Nam Điền vàng chóe vàng chóe, ở giữa nó ôm cục đá cây trực hoành. Cây này thì có chiều cao là từ mặt chậu lên là 1m3 và tán nó bay là 1m8. Bộ ba này thì em xin phép được báo giá là 68 triệu là ba cây, 68 triệu ba cây cả chậu các bác nhé. Đó. Và các bác cứ ưng tác phẩm nào thì các bác cứ kết bạn Zalo hoặc các bác điện trực tiếp. Giá thì em báo giá trên YouTube gần như là chính xác. Đó, các bác có thể trả giá nhưng mà trả giá một chút xíu thôi. Đó, nói 10 thì cũng phải bán 9 thôi chứ cũng không tới nỗi là bán 5 bán 6 thì không có. Đó, còn cây cuối cùng tác phẩm số 4 thì em cũng đã báo với các bác video trước rồi, cây này là 18 triệu. 18 triệu cây này. Đó, các bác cứ ưng tác phẩm nào thì các bác kết bạn Zalo. Các bác không mua được cây này thì các bác sẽ mua được cây khác, bởi vì cây thì em sẽ đăng trên Zalo nhiều hơn. Đó, 10 cây đăng trên Zalo thì mới có thời gian đăng 1-2 cây trên YouTube. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe.